Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 157 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Nói đến trận chiến vừa rồi là trận chiến thảm thiết nhất khi tranh giành số mệnh, cũng là lúc thiên thần chân tiên bên trận doanh Nữ Hoa chết hơn 8.600 người, thiên tiên vượt qua mấy trăm triệu, tán tiên thần ma không đếm hết. Vô dân môn cũng không quá tốt đẹp, mặc dù bọn chúng có đại lượng khôi lỗi phụ trợ nhưng vẫn lâm vào thế yếu. Thiên thần chân tiên đã chết tổng nhân số đạt tới 6.900 người, thiên tiên 920 vạn có hơn, tán tiên tán ma không đếm hết. Con số tử vong nhìn thì như bình thường, lại đại biểu cho vô số tính mạng của tiên ma, bởi vì một cuộc chiến đấu này chết quá nhiều. Kỷ Linh cũng nhận thức rất nhiều hảo hữu đều chết ở trong đó. Phí Du lão ca, Tụ Kha. Nội tâm Kỷ Linh âm thầm thở dài. Năm đó mình cứu các thiên thần ra ngoài cũng vẫn lạc hơn 10 người trong đại chiến, trong đó có Phí Du thiên thần và Tụ Kha thiên thần quan hệ tốt với mình. Đồng Cát. Kỷ Linh càng thầm than. Lúc trước Đông Cát hoàng tử quần là áo lượt, sau khi mà hết táo bạo liền thể hiện tài hoa kinh người, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả Phật tổ Như Lai cũng chú ý hắn. Thậm chí lần này Đông Cát Bồ Tát một mình thống lĩnh một tòa đại trận, nhưng trong đại chiến vừa rồi Đông Cát Bồ Tát kinh tài tuyệt diễm cũng đã hồn diệt thân tan. Nếu như cho Đông Cát Bồ Tát đầy đủ thời gian, có lẽ Phật môn lại có một tên Phật tổ. Đây chính là vận mệnh, mặc cho thiên tư hơn người, thiên phú yêu nghiệt hơn nữa, nếu không có đủ thời gian vẫn không tính là cường giả, vẫn phải chết trong đại chiến khủng bố lần này, cũng chỉ là một bọt nước mà thôi, sau đó sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả Phật tổ Như Lai cũng không kịp thương tâm, bởi vì chết rất nhiều, mỗi một đại năng giả đều có một ít quen thuộc, thậm chí là đệ tử giỏi chết đi, thiên thần chân tiên đều bái bọn họ làm sư phụ. Chiến tranh rất tàn khốc, thiên thần chân tiên hình thành từng tòa đại trận, bọn họ thống lĩnh lấy rất nhiều thiên tiên và đại lượng tán tiên thần ma. Một khi trận pháp bị phá cũng đại biểu cho bọn họ bị tàn sát. Chỉ có một số ít vận khí tốt có thể đào thoát được, có thể được đại trận tiên ma của đối phương dùng pháp bảo động thiên, tiên phủ pháp bảo cho thu hồi thì có thể thoát được một mạng. Kỷ Linh xem mà mắt đỏ lên, sát khí trong nội tâm hắn bộc phát rất mạnh. Hắn biết rõ mình phải tỉnh táo, bởi vì giai đoạn trước nhìn như Nữ Hoa trận doanh chết nhiều hơn Vô Gian Môn, nhưng đó là bởi vì Vô Gian Môn sử dụng khôi lỗi hao tổn. Khi khôi lỗi không ngừng hao tổn, số nhân ma Vô Gian Môn tử vong càng ngày càng nhiều. Sao? Nội tâm của Kỷ Linh âm thầm buông lỏng, bởi vì nguyên thần thứ hai của hắn trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp đã luyện hóa cấm chế Tam Tuyệt Thần Kiếm đệ tứ trọng. Bởi vì nguyên thần thứ hai đã thành tổ tiên, cho nên muốn gia tốc thời gian trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp cần tiêu hao kinh người, cho nên nguyên thần thứ hai chỉ duy trì 30 lần tốc độ thời gian mà thôi. Tốc độ thời gian trôi gấp 20 lần, pháp lực tiêu hao được bổ sung dễ dàng. Gấp 30 lần, thời gian trôi cần ngẫu nhiên ăn một ít linh dược bổ sung tiêu hao. Bên ngoài 3 tháng, thời gian trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp dài tới 8 năm, rốt cuộc luyện hóa cấm chế đệ tứ trọng. Tam Tuyệt Thần Kiếm trong tay ta có uy lực còn mạnh hơn Tam Tuyệt Kiếm Chủ rất nhiều. Kỷ Linh âm thầm gật đầu, có thể gia tăng thực lực vào thời khắc mấu chốt này, Kỷ Linh tự nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Tranh giành số mệnh vẫn còn tiếp tục, khi diệt trừ khôi lỗi càng ngày càng nhiều, đại quân Nữ Hoa trận doanh bắt đầu thể hiện ưu thế rõ ràng. Vô Gian Môn cũng phi thường quyết đoán, thà rằng cắt đuôi cũng không cho Nữ Hoa trận doanh chút cơ hội chấm dứt chiến tranh. Từng tràng chiến tranh, nhân số tiên ma tử vong nhiều hơn. Ngày thứ 179 trong chiến tranh, đại khái đã qua được nửa năm, thiên thần chân tiên trong trận doanh Nữ Hoa chết đi vượt qua 2 vạn. Vô Gian Môn cũng có hơn 2 vạn thiên thần chân tiên tử vong. Nếu như là quân đội phàm nhân chém giết, chỉ cần chết đi nhiều như thế, mặc kệ tỷ lệ tử vong thế nào cũng làm quân đội sụp đổ và khủng hoảng. Hai phe đại quân tiên ma càng giết càng đỏ mắt và càng điên cuồng. Cũng không sai biệt lắm. Trong hư không lờ mờ, Vạn Ma Chi Chủ, Hoàn Mộc Chi Chủ, Ma Thủ Đạo Tổ, Huyết Mộc Ma Tổ, Nguyên Lão Nhân và một đám đại năng giả đang quan sát cuộc chiến. Chuẩn bị cho quyết chiến cuối cùng đi. Vạn Ma Chi Chủ truyền âm nói. Sao, quyết chiến cuối cùng ư? Nội tâm cảm thấy phiền phức khó chịu, Ma Thủ Đạo Tổ càng lo lắng truyền âm. Phong Ma, hiện tại chúng ta không có bại, hiện tại chúng ta tổn thất thiên thần chân tiên không kém bọn chúng bao nhiêu,
chúng ta còn có thể tiếp tục đấu nữa mà. Có thể thắng được sao? Vạn Ma Chi Chủ liền hỏi lại. Ma Thủ Đạo Tổ lập tức không lên tiếng. Ánh mắt của Vạn Ma Chi Chủ nhìn sang truyền âm nói: vừa mới bắt đầu, tình thế của chúng ta là rất tốt, là bởi vì chúng ta có đại lượng khôi lỗi. Nhưng khi đại lượng khôi lỗi bị phá hư suốt nửa năm qua, đại quân khôi lỗi của chúng ta tiêu hao gần 90%. Mà trận doanh nữ hoa có trận pháp uy lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế chúng ta. Thiên thần chân tiên phối hợp còn hơn chúng ta nhiều. Đại năng Vô Gian Môn cũng phải thừa nhận điểm này. Trận pháp của nữ hoa trận doanh là do nữ hoa nương nương lưu lại. Trận pháp lợi hại hơn, đám thiên thần chân tiên phối hợp rất tốt, nên uy lực còn mạnh hơn như thế rất nhiều. Có lẽ dựa vào một ít chỉ huy chiến tranh có thể vặn vẹo bộ phận thế cục, thế nhưng thống soái hiên viên của đối phương chỉ huy đại quân cẩn thận, không cầu có công, chỉ cầu không qua. Hắn dùng quân đường đường chính chính hao tổn với chúng ta tiêu hao không nổi. Vạn Ma Chi Chủ lắc đầu nói: dựa vào âm mưu quỷ kế đối phó với kẻ khác còn hữu dụng, đối mặt với hiên viên đường đường chính chính thì chúng ta không có hy vọng gì rồi. Bây giờ số mệnh của chúng ta yếu kém, bất lợi với chúng ta rồi. Hắc Bảo Tần Vương cũng lo lắng nói: quan sát cuộc chiến tranh lần này, Vô Gian Môn đã thua nhiều, số mệnh của bọn họ vốn yếu, trận chiến này lâm vào hạ phong. Số mệnh yếu, cho dù là quyết chiến cuối cùng cũng hình thành cục diện dẫn động lực lượng thiên địa yếu đi, mà Lữ Hoa trận doanh hình thành đại trận dẫn động lực lượng thiên địa lại dễ dàng hơn nhiều, giống như thiên địa đang trợ giúp Lữ Hoa trận doanh vậy. Hiện tại chỉ yếu một chút thôi, nếu như lại đấu tiếp thì số mệnh của chúng ta cũng sẽ bị cướp đi. Vạn Ma Chi Chủ nói. Hoàn Mộc. Ma Thủ Đạo Tổ nhìn về phía Hoàn Mộc Chi Chủ vẫn im lặng nãy giờ. Ý kiến của Phong Ma ta rất đồng ý. Hoàn Mộc Chi Chủ chậm rãi nói. Bất kể như thế nào, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Tuy chúng ta nhìn có vẻ như còn hy vọng tranh số mệnh, nhưng không có phần thắng. Nếu hiện tại đánh nhau tiếp, có lẽ trận doanh nữ hoa không kịp trở tay. Chờ tới lúc bại cục đã định, chẳng những số mệnh càng yếu, trận doanh nữ hoa cũng chuẩn bị tốt rồi. Tốt, vậy thì đánh một trận cuối cùng đi. Hải Nhi ta chết, còn không có tìm trận doanh nữ hoa đòi nợ đây. Tam giới vốn là Vô Gian hỗn độn thế giới và bản cổ hỗn độn thế giới va chạm mà hình thành. Vì sao bọn chúng làm chủ nhân của tam giới? Ta nhìn bọn chúng cực kỳ khó chịu rồi. Chiến thôi. Đại năng của Vô Gian Môn cũng ném rất nhiều suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, bởi vì trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, chính là chiến. Vạn Ma Chi Chủ cũng chuyển âm nói: Nguyên đạo nhân, đến lúc đó ngươi cũng đừng nhân từ nương tay. Được, ngươi yên tâm đi. Nguyên lão nhân lạnh nhạt cười nói: Thứ tu. Vạn Ma Chi Chủ cũng chuyển âm trong bóng tối xa xa. Trong hư không có một thành lũy đang ẩn nấp. Thứ tu đại ma thần trong thành lũy ngồi trên vương tọa, hắn cười lạnh đáp lời: Vạn Ma, yên tâm đi. Nếu như ta không ra tay, nếu các người có dấu hiệu thất bại trong đại chiến, ta sẽ ra tay. Vậy là tốt rồi. Vạn Ma Chi Chủ lạnh nhạt nhìn hai phe đại quân đang đại chiến phía trước. Tất cả nghe lệnh của ta. Đại năng giả phe Vô Gian Môn nghiêm túc chuẩn bị nghe lệnh đại chiến. Đại quân tiên ma chém giết càng ngày càng khốc liệt. Kỳ Linh nín thở nhìn bọn họ, nhìn thấy hảo hữu chết đi, nội tâm vô cùng đau lòng. Nhưng đại năng nữ hoa trận doanh cũng chỉ có thể đứng nhìn. Tuy đau lòng, Kỳ Linh cũng cảm ứng thần thể của mình. Pháp môn tu luyện khô tịch thế giới thần cần phải tìm một điểm linh quang trong thần thể, tìm được con đường đột phá trở thành tổ thần. Nếu như có thể trở thành tổ thần, dùng hai đại thần thông Đào Ngô Thập Bát Thần Ma và duy nhất bản tôn, cho dù là nửa bước chân thế giới thần, phóng nhãn cả tam giới, cho dù là Vạn Ma Chi Chủ thần bí khó lường kia cũng không thể so sánh được với mình. Đáng tiếc, tuy Kỳ Linh vẫn muốn đột phá, cũng cảm ngộ một đầu thiên đạo, thủy hành thiên đạo, nhưng cảm ngộ thiên đạo chỉ là một điều kiện trở thành tổ thần mà thôi. Phóng nhãn khắp tam giới, có rất nhiều chân thần lĩnh ngộ ra một đầu thiên đạo. Người đạt được nữ hoa nương nương ban cho nội quan tự tại tổ thần quyền cũng rất nhiều, nhưng cũng chỉ có tọa nhân thị có đột phá, có thể thấy được thành tổ thần rất khó khăn. Kỳ Linh vẫn không thể cảm giác được một điểm linh quang trong cơ thể. Cho dù như thế, Kỳ Linh cũng không có buông tha, thời thời khắc khắc vẫn tìm kiếm một điểm linh quang trong người. Tuyết hạt. Bỗng nhiên sau lưng Kỳ Linh có tiếng kêu đau đớn vang lên, đó là Hồng Tuyết đang lo lắng thống khổ. Lúc Kỳ Linh chinh chiến với Tích Thượng Cổ, Hồng Tuyết cũng đã xuất quan. Hắn đã đột phá trở thành chân thần. Hiện tại Hồng Tuyết đang nhìn chằm chằm vào bần cổ khai thiên trận.
tòa vạn cổ khai thiên trận này đã bị phá tan. Tuyết hạt chân thần chúng lợi trảo của vạn vật sứ giả và hồn diệt. Tuyết hạt. Nội tâm Kỷ Linh đau đớn. Tuyết hạt là thiên thần theo mình từ Trích Tinh đại thế giới đi tới đây cũng đã chết rồi. So sánh với Kỷ Linh, Hồng Tuyết càng thương tâm hơn. Lúc trước Hồng Tuyết và Tuyết hạt chính là phụ tá đắc lực của Tam Thọ đạo nhân. Hắn không quên hai người bọn họ cùng nhau chinh chiến. Dưới trướng Tam Thọ đạo nhân năm đó có một ít thiên thần chân tiên tan đàn xẻ nghé rời đi, cũng có một ít người không đi. Hồng Tuyết và Tuyết Hạt không đi. Hai người bọn họ đã sớm mến nhau, tuy không có kết làm đạo lữ, vô tận tuế nguyệt sống cùng nhau chẳng khác gì thân nhân. Đáng chết mà. Trong mắt Hồng Tuyết có nước mắt chảy xuống. Oanh. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo hồng quang, tốc độ hoàn toàn vượt qua thiên đạo cực hạn, trực tiếp lao thẳng vào đại quân tiên ma của trận doanh nữ hoa. Đột nhiên vạn ma chi chủ thi triển ra sát chiêu đáng sợ nhất của vô gian môn. Tốc độ của hắn quá nhanh, trận doanh nữ hoa vẫn luôn luôn phòng bị. Sát. Tam Thanh đạo nhân biến sắc, lúc này đột nhiên gầm lên. Sát. Tất cả đại năng giả vẫn bị áp lực nãy giờ, hiện tại sát khí và lửa giận bùng nổ. Ánh mắt đám người Hồng Tuyết chân thần đỏ rực lên. Trong nháy mắt các đại năng giả cũng lao ra ngoài. Vạn ma. Kỷ Linh và Tọa Nhân Thị đồng thời gầm lên. Tốc độ hai người là nhanh nhất. Tuy đối mặt với vạn ma chi chủ đột nhiên tập kích kia, Kỷ Linh sử dụng ngũ bảo kiếm thuật ngăn cản đường đi của hắn. Kỷ Linh trực tiếp thi triển ra ba đầu sáu tay, cũng thi triển Trích Tinh thủ lục chuyển. Trong lúc nhất thời, sáu bàn tay lớn xuất hiện, uy năng làm cho hư không run rẩy. Dường như có sáu con quạ đen to lớn bay qua hư không, đều vượt qua thực hạn thiên đạo, trực tiếp đánh vào đại quân của vô gian môn. Kỷ Linh rất rõ luận tốc độ hắn kém vạn ma chi chủ một chút, cho nên Kỷ Linh vây ngụy cứu triệu. Sáu bàn tay đánh thẳng vào đại quân của vô gian môn, bức bách vạn ma chi chủ không thể không phòng bị. Không tốt rồi, coi chừng, mau mau ngăn cản. Đại quân của vô gian môn biến sắc, nhìn sáu cánh tay đánh thẳng vào mình. Vạn ma chi chủ bắn ra một lưỡi đao sắc bén đánh vào sáu bàn tay của Kỷ Linh. Một kích này chém giết bao nhiêu thần ma đây? Vạn ma chi chủ cau mày. Lúc này lưỡi đao biến hóa và biến lớn mười mấy vạn dặm, trực tiếp cắt qua bàn tay của Kỷ Linh. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng cường đại phản chấn làm cho Kỷ Linh không tự chủ bay ngược về phía sau. Vạn ma chi chủ cũng chấn động không nhẹ, thì ra lưỡi đao trong tay hắn là một con thoi màu đen. Hai đại trận doanh Bắc Minh kiếm tiên và vạn ma chi chủ đánh nhau, các đại năng khác cũng gia nhập vào trong đại chiến, có chút bắt đầu đi khống chế vạn vật sứ giả của đối phương, có chút thì là nhanh chóng thống soái thiên thần chân tiên, hình thành đại trận chấn tộc. Trong trận chiến tranh tranh giành số mệnh lần này đã thăng cấp thành đại chiến cuối cùng. Thật là mãnh. Kỷ Linh nhìn vạn ma chi chủ đang ở trên không trung. Không hổ là tổ thần, chỉ bằng vào bổn sự ngăn cản Trích Tinh thủ của ta mà không lâm vào hạ phong. Trong cuộc chiến phá diệt, có thể ở dưới mí mắt thế giới thần, nữ hoa nương nương cứu đám người vô gian môn chạy đi, vạn ma chi chủ là người bên phía nữ hoa trận doanh kiêng kỵ nhất. Mau bay chấn, bay chấn, bay chấn. Tam Thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai, Thần Đông Thị, Phục Hy Thị đều bắt đầu sử dụng thần thông oanh kích thiên thần chân tiên của đối phương. Còn có Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh đạo nhân, Hình Thiên, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng một đám chân thần đạo tổ thống lĩnh một đám thiên thần chân tiên tấn công. Quyết chiến nào! Hiên Viên Hoàng Đế quát lớn, tiếng của hắn vang lên bên tai mỗi một tiên ma trong nữ hoa trận doanh. Tất cả thiên tiên lập tức phất tay thu hồi một ít tán tiên thần ma dưới trướng của mình. Chỉ trong nháy mắt, trên chiến trường thưa thớt tán tiên thần ma. Dù sao số lượng tiên ma nhiều nhất đã biến mất, mà thiên thần chân tiên cũng nhanh chóng thu mấy vạn thiên tiên dưới trướng của mình vào trong pháp bảo động thiên. Trên chiến trường vô số tiên ma bên phía nữ hoa trận doanh lập tức biến mất không còn nữa, chỉ còn lại có chân thần đạo tổ và thiên thần chân tiên. Oanh. Trung quanh Tam Thanh đạo nhân tụ tập 3600 tên thuần dương chân tiên, chỉ thấy pháp lực bắt đầu bộc phát đại quy mô và hấp dẫn đại lượng thiên địa nguyên lực. Tam Thanh đạo nhân dùng thủ đoạn điên cuồng hấp thu, cho nên hình thành đại trận cực lớn. Đại trận này hình thành hư ảnh Tam Thanh đạo nhân. Dưới chân hư ảnh này là đồ quyển màu xanh đậm. Bốn phía của hư ảnh này có bốn thanh hỗn độn thần kiếm, khí tức ngập trời. Nữ hoa bổ thiên trận. Đám đại năng bên phía vô gian môn cũng vội vàng tạo thành trận pháp, vội vàng khống chế vạn vật sứ giả. Lúc bọn họ nhìn thấy Tam Thanh đạo nhân hình thành đại trận, liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Nữ hoa nương nương lưu lại ba đại trận pháp chấn tộc. Cái gì gọi là chấn tộc đây?
Nữ oa nương nương lo lắng tương lai có hỗn độn dị tộc xâm lấn, cho nên hao phí vô tận tâm lực sáng chế ra ba đại trận chấn tộc, từ đó mới an tâm mà rời đi. Lúc trước đại chiến tranh giành đại thế giới, một trong ba đại trận chấn tộc là bàn cổ khai thiên trận cũng thể hiện một phen, nhưng khi đó chỉ sử dụng chân tiên là Quý Mân chân tiên làm thống lĩnh, thống lĩnh mới hơn 500 thiên thần chân tiên. Nó là phiên bản nhược hóa của bản cổ khai thiên trận. Mà bây giờ Tam Thanh đạo nhân làm hạch tâm, 3600 tên thuần dương chân tiên phụ trợ, hoàn thành nữ hoa bổ thiên trận hoàn chỉnh, nhất cử nhất động dẫn dắt lực lượng thiên địa không thua gì tổ tiên. Lại dùng cảnh giới của Tam Thanh đạo nhân cực cao, chu tiên kiếm trận lợi hại, có thể tưởng tượng hắn khủng bố cỡ nào đây. Lên! Phật tổ Như Lai đồng thời chắp tay trước ngực, chung quanh có 5800 tên thiên thần dẫn động lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một thân thể khổng lồ có hình dạng như Như Lai. Đại trận như vậy chính là đại trận chấn tộc bàn cổ khai thiên trận. Ngưng tụ lực lượng 5800 tên thiên thần, Như Lai làm hạch tâm, biến thành bản thân bàn cổ cũng không thua kém gì tổ thần. Dùng cảnh giới của Như Lai, trưởng pháp lợi hại không ai sánh bằng. Bay trận! Phục Hy thị cũng xuất lĩnh 3600 tên thuần dương chân tiên hình thành nữ hoa bổ thiên trận. Bay trận! Thần Nông thị xuất lĩnh 5800 tên thiên thần chân tiên hình thành bàn cổ khai thiên trận. Ngưng! Tiêu Dao đạo tổ xuất lĩnh 2200 tên thiên thần chân tiên hình thành nhất nguyên lưỡng nghi trận. Ba đại trận pháp chấn tộc, bàn cổ khai thiên trận, thống lĩnh thiên thần hóa thân bàn cổ, am hiểu cận chiến. Nữ hoa bổ thiên trận, thống lĩnh chân tiên ngưng tụ pháp lực ngập trời, am hiểu đánh xa. Nhất nguyên lưỡng nghi trận có tính bền dẻo 10 phần. Trên chiến trường, nơi nào có nguy hiểm, ở đâu cần nó thì nó đến, có thể đánh xa, cũng có thể cận chiến. Ba đại trận pháp chấn tộc, thực lực ngập trời. Cho dù hỗn độn dị tộc xâm lấn, cho dù có tổ thần, tổ tiên xâm lấn, đại trận này cũng được các đại năng giả nữ hoa trận doanh tăng lên cao độ, cũng có thể chống cự kẻ thù bên ngoài. Nữ hoa trận doanh bày trận, vô gian môn bên này cũng bày trận, bọn họ cũng thống lĩnh rất nhiều thiên thần chân tiên, có chút đi khống chế vạn vật sứ giả. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy ba đại trận chấn tộc của nữ hoa trận doanh hoàn thiện và tỏa ra uy thế ngập trời, liền sợ hãi. Ma chủ, chúng ta số mệnh yếu, nữ hoa trận doanh số mệnh mạnh, đại trận của chúng ta không thu nạp thiên địa nguyên khí mạnh bằng bọn chúng được. Số mệnh của chúng ta yếu, trận pháp lại yếu, chênh lệch quá lớn rồi. Ma chủ, làm sao bây giờ? Vô gian môn đã sợ hãi, bọn họ biết rõ trận doanh nữ hoa có ba đại trận pháp chấn tộc, nhưng dù sao nữ hoa trận doanh cho tới bây giờ vẫn chưa chính thức hiển thị uy năng chân chính của ba đại trận pháp chấn tộc này. Trước kia đều là thủ đoạn đơn giản hóa, dù sao đám người Tam Thanh đạo nhân Như Lai còn chưa chính thức tự mình thống lĩnh qua. Lần này bọn họ làm thống soái, đám người vô gian môn cảm thấy trái tim như băng giá. Đừng nói là vô gian môn, cho dù thứ tu đại ma thần kiến thức rộng rãi cũng phải biến sắc. Chuẩn bị động thủ. Thứ tu đại ma thần xuất lĩnh tôi tớ dưới trướng cùng với một đám chân thần dị tộc trong phế tích thượng cổ đi lên, lúc này chuẩn bị tùy thời mà giết ra. Khi nhìn thấy nữ hoa trận doanh hình thành đại trận thì hắn liền ngây ngốc. Sao trận pháp này? Thứ tu đại ma thần từ biểu lộ chấn định biến thành không bình tĩnh, hắn kinh ngạc nói. Nữ hoa không phải là thổ dân hay sao? Hơn nữa vừa mới trở thành thế giới thần không bao lâu đã rời khỏi tam giới. Vừa trở thành thế giới thần không bao lâu lại là thổ dân không có tầm mắt rộng rãi, làm sao có thể sáng chế ba đại trận pháp chấn tộc lợi hại như vậy được? Phiền toái rồi đấy. Đạo tôn cũng thầm giọng nói. Chủ nhân à, những thổ dân này yếu hơn chúng ta cũng bởi vì chúng ta là chân thần tổ tiên tam đẳng. Thế nhưng bây giờ cái gọi là trận pháp chấn tộc gia tăng, thực lực bọn chúng lớn lên, nhìn Như Lai hắn hiện tại dùng bàn cổ chi thân tuyệt đối có thể so sánh với thân thể tổ thần, lại dùng trường pháp của hắn, hai chúng ta liên thủ sợ rằng cũng không phải đối thủ của Như Lai đâu. Thứ tu đại ma thần gật đầu. Như Lai am hiểu phòng thủ, lúc trước hai người bọn họ liên thủ có thể tổn thương Như Lai, đều không thể bắt giữ Như Lai. Hiện tại Như Lai có bản cổ chi thân, lại phối hợp với trường pháp kia, quả thực là tung hoành vô địch. Cảnh giới đứng đầu của đám thổ dân rất cao, nhược điểm của bọn chúng cũng được đại trận bổ sung rồi. Đạo tôn nhíu mày nói. Thật không dễ chọc vào. Ta biết ngay, thế giới hỗn độn sinh ra thế giới thần không dễ xâm chiếm như vậy mà. Thứ tu đại ma thần cắn răng. Hay là chờ xem, nhìn vô gian môn ứng phó như thế nào. Nếu như vô gian môn thua, rối tinh rối mù, chúng ta liền buông tha tam giới, tranh thủ thời gian rời đi.
Đa Tôn cũng gật đầu. Thứ tu Đại Ma Thần và Đa Tôn còn có thủ đoạn dốc sức liều mạng không thi triển ra. Sau khi xem nội tình của trận doanh nữ oa, cho dù bọn họ dốc sức liều mạng cũng không thể xâm chiếm tam giới, vẫn phải xem thủ đoạn của Vô Gian Môn. Tuy kinh hoàng, thế nhưng Vô Gian Môn không có lựa chọn nào khác. Như Lai, Tam Thanh, Phục Hy, Thần Nông, bọn chúng thống lĩnh bốn tòa đại trận. Các người không cần đứng đối, các người đi ngăn cản đám đại trận của chân thần đạo tổ đi. Vạn Ma Chi Chủ lúc này phân phó xuống dưới. Vâng. Một đám đại năng giả của Vô Gian Môn cũng thở ra một hơi. Tuy đại năng của bọn chúng không ít, như Nguyên Lão Nhân dẫn đầu Nguyên Hà Tứ Tổ đã dung nhập vào trong Vô Gian Môn. Đám đại năng khác cũng thống lĩnh hai tòa đại trận ngăn cản. Có chút là ba gã chân thần thống lĩnh 3900 tên thiên thần hình thành vô lượng ma thần trận. Có chút là 6 gã đạo tổ thống lĩnh 5100 tên chân tiên hình thành đại phá diệt trận. Đây là Hoàn Mộc Chi Chủ hao hết vô số tâm lực sáng chế ra hai đại trận pháp này. Nhưng so với trận pháp của nữ oa nương nương thì còn kém rất nhiều. Như đại phá diệt trận, tuy có tới 6 đạo tổ và 5100 tên chân tiên, mà nữ oa trận doanh, nữ oa bổ thiên trận chỉ cần một gã đạo tổ, 3600 tên chân tiên, luận uy năng còn mạnh hơn bên phía trận doanh nữ oa. Đương nhiên, đám người thống lĩnh càng mạnh, trận pháp uy lực lại càng mạnh. Tam Thanh đạo nhân thống lĩnh đại trận có chênh lệch uy lực với đạo tổ khác tạo thành nữ oa bổ thiên trận rất nhiều. Hiện tại Tam Thanh, Phục Hy, Thần Nông, Như Lai thống lĩnh bốn đại trận pháp đã không cần đi ngăn cản đại năng của Vô Gian Môn. Nhắm vào mấy tên tàn nhẫn nhất kia, chúng ta không cần ngăn cản. Chúng ta còn 9 vạn vật sứ giả, ít nhất có thể đấu với trận doanh của nữ oa. Thật không biết đại ma chủ làm như thế nào ứng phó tồn tại đáng sợ của nữ oa trận doanh đây. Các đại năng khác của Vô Gian Môn vô cùng lo lắng. Trận doanh nữ oa cũng không hạ thủ lưu tình, trận pháp vừa thành liền phát động công kích ngay sau đó. Sát! Tam Thanh đạo nhân thống lĩnh nữ oa bổ thiên trận uy thế ngập trời, hắn điểm một chỉ, chu tiên tứ kiếm lập tức ngưng kết thành một cây búa lớn, trực tiếp phá không đánh thẳng vào trận doanh đóng quân của Vô Gian Môn. Mũi kiếm chỉ nơi nào, hư không nơi đó nứt ra, uy năng đáng sợ làm một đám đại năng giả cảm giác trái tim của mình băng giá. Sát trận này thật là đáng sợ. Sắc mặt của Thứ Tu Đại Ma Thần và Đao Tôn càng xem càng trở nên tái nhợt. Kỷ Linh nhìn thấy cũng sợ hãi mà thán phục. Tuy nguyên thần thứ hai của mình là tổ tiên nhất đẳng, thi triển tam tuyệt kiếm trận uy lực cũng rất mạnh, thế nhưng Tam Thanh đạo nhân đạt được chu tiên kiếm trận quá lâu, ngay cả chu tiên kiếm đồ cũng là do hắn tự nghĩ ra. Hơn nữa từ cảnh giới, Tam Thanh đạo nhân còn cao hơn Kỷ Linh không ít, cho nên thi triển uy năng chu tiên kiếm trận sẽ có lực công kích đệ nhất tam giới. Tam Thanh hét lớn một tiếng, chỉ thấy một cây gỗ biến dài và ngăn cản trong thiên địa. Keng! Thần kiếm va chạm với cây gỗ và hư không bị chôn vùi. Tam Thanh đạo nhân nhìn thân ảnh áo tím ở xa xa, lạnh như băng nói: Hoàn Mộc, trong Vô Gian Môn ta nhìn không thấu, một là Vạn Ma Chi Chủ, một người khác chính là ngươi. Ngươi quả thật giấu đủ sâu, đã thành tổ thần rồi ư? Sắc mặt Hoàn Mộc lúc này tái nhợt, vừa rồi chu tiên kiếm trận quá mạnh mẽ. Nói nhảm làm gì? Hoàn Mộc chủ nhân lúc này giết qua. Giết! Tam Thanh đạo nhân lại thao túng chu tiên kiếm trận đánh thẳng vào Hoàn Mộc chi chủ. Hoàn Mộc chi chủ ở mọi phương diện đều có am hiểu, luyện khí, bày trận, công kích hay phòng thủ, hình như mọi thứ đều am hiểu cả. Hắn am hiểu ngay cả tâm ma chi chủ lúc trước cũng phải bội phục. Lúc trước vô gian thế giới hỗn độn chói mắt nhất chính là tâm ma chi chủ và Hoàn Mộc chủ nhân. Chỉ là Hoàn Mộc chủ nhân không thích tranh phá. Trải qua đại chiến phá diệt thời thượng cổ, Hoàn Mộc đã đột phá trở thành tổ thần. Hắn không có tiền nhân chỉ đạo, giống như nữ oa nương nương cũng không có tiền nhân chỉ đạo. Về sau tu luyện thành thế giới thần, Hoàn Mộc chủ nhân cũng giống như vậy, cùng là hậu tích bạc phát. Cảnh giới rất cao, nhưng hắn không phải một phương diện có cảnh giới cao như vậy. Hắn có rất nhiều phương diện cảnh giới đều rất cao, tích lũy quá hùng hậu, kinh nghiệm đại chiến phá diệt thượng cổ, cuối cùng hắn thành tổ thần. Về sau, hắn chưa từng bạo lộ ra. Trong quyết chiến cuối cùng lần này, chính là lần đầu tiên hắn thể hiện ra ngoài. Tam Thanh đạo nhân chu tiên kiếm trận quá hùng mãnh, Hoàn Mộc chủ nhân có tổ thần chi thân cũng dốc sức liều mạng miễn cưỡng mới ngăn cản lại được. Thủy hỏa diệt thế, thần tướng diệt số. Phục Hy thị cũng thống lĩnh nữ oa bổ thiên trận, thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn. Ầm ầm ầm, ức vạn dặm trong hư không đều có thủy hỏa bao phủ các nơi,
vô tận thái âm huyền thủy, bất diệt lương hỏa tung hoành hư không rộng lớn. Trong lúc nhất thời, từng tòa đại trận của vô gian môn chấn động, vạn vật xứ giả cảm giác như lâm vào trong vũng bùn, phương diện hành động bị ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Mà những thủy hỏa đồ này quay chung quanh vạn ma chi chủ, hình thành thái cực đồ to lớn. Thủy là âm, hỏa là dương, thủy là sinh, hỏa là diệt. Dù sao Phục Khi thị kiếp trước chính là tổ thần Phục Khi, sinh ra chấp trưởng hủy diệt thiên đạo. Hơn nữa kiếp này hắn vẫn tìm hiểu sinh mệnh thiên đạo, khôi phục trí nhớ kiếp trước, cho nên hắn nắm giữ tính mạng thiên đạo, hủy diệt thiên đạo khá cao. Cộng thêm vào đó, hắn đã sớm hiểu ra âm dương thiên đạo, cho nên thủy hỏa diệt thế trận mới là sát chiêu cuối cùng. Mà thủy diệt thế, thần tướng diệt số, chính là cảm ngộ sinh mệnh, hủy diệt hai đại thiên đạo mới ngộ ra, uy lực cực kỳ to lớn. Cho dù như thế, trong tình huống thống soái nữ oa bổ thiên trận thi triển ra chiêu này, uy lực càng không tầm thường. Sao? Áo bào của vạn ma chi chủ chấn động bay phần phật, chung quanh tự nhiên hình thành vòng xoáy không gian ngăn cản thái cực đồ xoắn giết tới. Thống lĩnh bản cổ khai thiên trận, thần nông thị hóa thân bản cổ cũng lao nhanh về phía trước, lao thẳng vào vô gian môn. Hắn hiểu ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chém giết cận thân cực kỳ cường đại, khí tức của tọa nhân thị bộc phát ngập trời và không che giấu, hoàn toàn bộc lộ khí tức tổ thần, lao thẳng vào đại quân của vô gian môn. Là tổ thần, tọa nhân thị là tổ thần, hắn chính là tổ thần rồi. Bên phía vô gian môn cực kỳ khiếp sợ, bên bọn họ chỉ có vạn ma chi chủ là tổ thần, mặt khác chính là hoàn mộc chi chủ, thiên tài hơn người, trải qua vô tận tế nguyệt thành tựu tổ thần. Vô gian môn xem ra từ chân thần đến tổ thần rất khó khăn, dù sao không có pháp môn, muốn đột phá cũng cần phải tích lũy thật lớn như hoàn mộc chi chủ mới làm được. Bọn họ cho rằng trận doanh nữ oa không làm được, thế nhưng bọn họ đã sai. Lúc này thân ảnh áo bào xám ngẩng đầu nhìn sang, đó là gương mặt râu ria, trong ánh mắt của hắn mang theo sát ý vô tận. Hắn bộc phát khí tức ngập trời, lao thẳng về phía vô gian môn. Là cộng công ư? Là tổ thần cộng công, hắn không có chết sao? Vô gian môn cũng nhận ra, dù sao lúc trước tổ thần cộng công bộc phát thủ đoạn đáng sợ trong đại chiến phá diệt, nhưng trong tam giới vẫn lưu truyền cộng công đã chết rồi, đã bị hỗn độn dị tộc giết chết. Cộng thêm vào đó vô tận tuế nguyệt, cộng công vẫn không xuất hiện. Vô gian môn cũng cho rằng tổ thần cộng công đã chết, không nghĩ tới tổ thần cộng công vẫn còn sống. Trừ tọa nhân thị, hiện tại xuất hiện thêm cộng công, trận doanh nữ oa thậm chí có hai gã tổ thần sao? Hậu Nghệ cầm cung trong tay, hắn cũng không ẩn nhẫn nữa, khí tức của hắn bộc phát hoàn toàn và quét qua thiên địa, khí tức khủng hậu không kém gì cộng công và tọa nhân thị. Đúng vậy, đây là nhân vật yêu nghiệt tuyệt thế trong thời thượng cổ, được nữ oa nương nương truyền thụ nội quan tự tại tổ thần quyển, cũng tu thành tổ thần. Cả nữ oa trận doanh bằng vào nữ oa nương nương ban cho nội quan tự tại tổ thần quyển tu luyện thành tổ thần có tới hai người, một là tọa nhân thị, một là Hậu Nghệ. Thần vương, nhận lấy cái chết đi. Trung quanh Kỷ Linh có 36 chư thiên tuyết liên vây quanh, chư thiên tuyết liên bao phủ. Phục Khi thị sử dụng thủy hỏa diệt thế trận truy cầu phạm vi lớn, cho nên lực chế buộc địch nhân không tính là mạnh, mà Kỷ Linh cũng là tổ tiên nhất đẳng, thi triển ra 36 chư thiên tuyết liên trong phạm vi của hắn có lực chế buộc mạnh hơn Phục Khi thị. Những nơi đi qua tuyết liên bồng bềnh, tay cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, kiếm khí tung hoành hư không, làm cho vô gian môn phải sợ hãi. Tổ tiên nữ, tổ tiên nhất đẳng sao? Thứ tu đại ma thần đứng từ xa nhìn sang, sắc mặt sợ hãi. Hắn là tổ tiên nhất đẳng sao? Đào Tôn cũng giật mình. Nội tình trận doanh nữ oa cũng quá sâu đi, không phải nói không có tổ thần gì sao? Vì sao trừ trận pháp chấn tộc ra, hiện tại xuất hiện nhiều tổ thần, thậm chí còn có một tổ tiên như vậy? Thứ tu đại ma thần cảm thấy áp lực, vừa rồi xuất hiện ba đại chấn tộc làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, hiện tại hắn cảm giác mình đã trúng thiết bản rồi. Chờ vậy, chờ tiếp vậy. Thứ tu đại ma thần trầm giọng nói, chúng ta chậm rãi chờ đợi, lực lượng chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó bọn chúng thôi, hiện tại chỉ có thể chờ, hy vọng vô gian môn đủ mạnh, nếu như bọn chúng lưỡng bại câu thương, hoặc là vô gian môn tạo thành trọng thương đối với trận doanh nữ oa, chúng ta mới có cơ hội. Đào Tôn cũng gật đầu. Trong hỗn độn vô tận, thừa dịp loạn cướp lấy chỗ tốt là chuyện thông thường, muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp là rất khó khăn. Trước kia thứ tu đại ma thần còn cảm giác sát chiêu của mình xuất hiện sẽ làm cả tam giới sợ hãi, không ai có thể ngăn cản, hiện tại hắn xem ra là mình tự đại quá rồi.
Bên phía trận doanh nữ oa bộc phát khí thế như cầu vồng, đối phương có trận pháp đáng sợ, còn có tổ thần tổ tiên hiện thân. Giác Minh, còn không nhập trận đi. Đại năng của trận doanh nữ oa không ngừng lâm trận, phân biệt thống lĩnh chút ít thiên thần chân tiên, đạo tổ yếu một chút, thậm chí liên thủ 5-3 người cùng thống lĩnh một đại trận. Một tòa nữ oa bổ thiên trận, tam thanh đạo nhân có thể thống lĩnh dễ dàng. Nhưng nếu là đạo tổ bình thường cũng có thể thống lĩnh, nhưng không thể phát huy uy lực hoàn mỹ được. Thời điểm này có 2-3 đạo tổ phụ trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. A-di-đà Phật. Xác Minh đạo tổ chắp tay trước ngực. Oanh. Khí tức khủng hậu không kém gì Kỳ Linh, Tọa Nhân Thị, Cộng Công và Hậu Nghệ. Khí tức của hắn quét qua hư không. Xác Minh Phật tổ bước chậm trong hư không, mỗi một bước đều làm cho không gian biến ảo, đi về phía Vô Gian Môn. Vô Gian tặc tử, nên vào Vô Gian địa ngục đi. Trong mắt của hắn không có chút tử bi nào, chỉ có kim cương tức giận. Giác Minh cũng là tổ thần nữ. Một đám thiên thần chân tiên của trận doanh nữ oa cũng vô cùng kinh ngạc. Tốt, rất tốt. Đám người tam thanh đạo nhân Như Lai, Phục Khi, Tọa Nhân Thị cũng vui mừng. Quả nhiên là vậy. Kỳ Linh nhìn sang, trong mắt có một tia vui vẻ. Trong lúc nhất thời, đại quân của nữ oa, trận doanh đè bẹp, Vô Gian Môn, Cộng Công, Hậu Nghệ, Kỳ Linh, Giác Minh, Tọa Nhân Thị, năm đại tổ thần tổ tiên, hơn nữa tam thanh đạo nhân Như Lai, Phục Khi Thị, Thần Nông Thị, thống lĩnh đại trận. Bọn họ nghiền áp đánh tới. Trong lúc nhất thời, lòng người bên phía Vô Gian Môn đều bàng hoàng. Sắc mặt mấy đại năng giả bên phía Vô Gian Môn tái nhợt và khó chịu. Bọn họ cho rằng chuẩn bị cuộc chiến như thế là đã đủ. Nữ oa trận doanh hiện lộ thực lực quá mạnh mẽ, lúc này xuất hiện tới 5 tổ thần tổ tiên. Bọn họ cho rằng xuất hiện một tổ thần tổ tiên còn nằm trong phạm vi thừa nhận của bọn họ được. Bọn họ còn có nắm chắc, nhưng bây giờ đã tới bờ vực sụp đổ. Nguyên lão nhân thở dài một tiếng và truyền âm. Vạn ma, chuyện đáp ứng các ngươi ta sẽ làm được. Tình thế hiện tại ta cũng không biết làm gì. Cộng công giao cho ta, kẻ khác ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Vèo. Nguyên lão nhân lúc này hóa thành hào quang bay thẳng về phía Cộng Công. Trong ánh mắt tổ thần Cộng Công mang theo sát khí, hắn nhìn Nguyên lão nhân phẫn nộ mà quát. Nguyên đạo nhân, ngươi là phản đồ, nhận lấy cái chết đi. Bằng vào ngươi ư? Nguyên lão nhân cầm phất trần trong tay nghênh đón, ngay sau đó là phất trần đầy trời đánh thẳng vào tổ thần Cộng Công. Thứ tu đại ma thần ở xa xa và nam tử kim giáp cụt tay đang quan sát. Lúc này lời nói của vạn ma chi chủ vang lên bên tai của bọn họ. Tình thế hiện tại rất ác liệt, các ngươi buông tha hay sao? Nên giúp Vô Gian Môn chúng ta đi. Giúp thì phải giúp rồi. Thứ tu đại ma thần đáp lại. Hậu Nghệ, Kỷ Linh, Giác Minh, Tọa Nhân Thị, bốn kẻ này các ngươi chọn hai tên. Vạn ma chi chủ lúc này truyền âm. Thứ tu đại ma thần Đao Tôn cũng làm ra quyết định. Kỷ Linh ngư quá khó chơi, Tọa Nhân Thị ư, hắn cũng có kiểu giác điện xà độn thuật, cũng khó quấn. Hậu Nghệ ư, có chút ý tứ, còn không biết thắng hay không đây. Giác Minh ngư ẩn giấu đủ sâu. Hậu Nghệ và Giác Minh sẽ do hai chúng ta nghênh đón. Thứ tu đại ma thần đáp lại. Lúc này hai người hóa thành hào quang bay thẳng về phía trận doanh nữ oa. Đối với bọn họ là hai người đã quen chém giết trong hỗn độn vô tận, giao thủ với một ít tổ thần tổ tiên không có áp lực gì cả. Ta đi ngăn cản Thần Nông Thị. Mặc Trúc đạo tổ truyền âm, sau đó cất bước rời đi. Hãy cẩn thận. Vạn ma chi chủ âm thầm cảm khái. Từ thượng cổ phá diệt tới bây giờ, Vô Gian Môn cũng sinh ra một ít đại năng giả đứng đầu, như Huyết Học, Mặc Trúc đều là như thế. Hoàn Mộc đã đột phá tổ thần, đương nhiên trước kia vẫn giữ bí mật. Mặc Trúc đạo tổ làm người ít xuất hiện, năm đó vẫn đi theo Tâm Ma chi chủ, là thuộc hạ trung thành của Tâm Ma chi chủ. Về sau Hắc Bào Thần Vương trở thành đứng đầu trên danh nghĩa, hắn cũng làm việc vì Hắc Bào Thần Vương. Hắn vẫn làm việc chăm chỉ, không có một câu oán hận. Mặc Trúc đạo tổ rất bình thường, nhưng lại có thực lực đứng đầu. Như Như Lai là hiểu ra Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành, như Phục Khi Thị là hiểu ra âm dương hai đại thiên đạo. Mặc Trúc đạo tổ lại khác, hắn kết hợp cảm ngộ thiên đạo tại Vô Gian thế giới hỗn độn, lĩnh ngộ ra địa, thủy và cảm ngộ mộc trong thiên đạo của tam giới. Về sau kết hợp lẫn nhau, làm cho mộc thiên đạo của hắn đạt tới cảnh giới cực cao. Giống như Kỳ Linh có lĩnh ngộ kinh người ở trên phương diện kiếm đạo, Mặc Trúc đạo tổ có được thực lực đứng đầu. Cây trúc đầy trời xuất hiện và chặn đường bàn cổ khai thiên trận của Thần Đông Thị. Huyết Học, Ma Thú,
các ngươi đi ngăn cản Như Lai. Vạn Ma Chi Chủ phân phó nói. Được. Huyết Học Ma Tổ và Ma Thủ Đạo Tổ không do dự, liền trực tiếp giết qua. Nếu bà bọn họ một mình ngăn cản, bọn họ không có được thực lực này. Sở dĩ Mặc Trúc Đạo Tổ dám ngăn cản Thần Nông Thị, một là vì sát lực của Thần Nông Thị không tính là mạnh, thứ hai Mặc Trúc Đạo Tổ am hiểu về phòng ngự. Vù. Huyết Học Đạo Tổ đang phi hành, liền xuất hiện hai phân thân khác, một áo đen, một huyết bào. Hai đại phân thân đều có thực lực đứng đầu, còn có Ma Thủ Đạo Tổ ở bên cạnh, ba người cùng ngăn cản Như Lai. Thân thể của Vạn Ma Chi Chủ phân liệt nhanh chóng, một phân thành hai, biến thành hai Vạn Ma Chi Chủ. Sau đó Vạn Ma Chi Chủ phân biệt tấn công Kỳ Linh và Toại Nhân Thị. Nói thì chậm, kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Hoàn Mộc Chi Chủ, Nguyên Lão Nhân, Thứ Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn, Mặc Trúc Đạo Tổ, Huyết Học Đạo Tổ, Ma Thủ Đạo Tổ, Vạn Ma Chi Chủ đều giết tới. Hoàn Mộc Chi Chủ, Thứ Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn, Vạn Ma Chi Chủ đều là Tổ Thần. Nguyên Lão Nhân, Mặc Trúc Đạo Tổ là những người am hiểu phòng ngự. Loại người am hiểu phòng ngự cho dù thực lực kém một chút nhưng khó bị đánh bại. Giống như Phật Tổ Như Lai lúc ở Phế Tích Thượng Cổ đối mặt với Thứ Tu Đại Ma Thần và Đao Tôn vây công vẫn có thể chống đỡ thật lâu. Huyết Học Đạo Tổ phân ra một bản tôn, một phân thân, liên hợp với Ma Thủ Đạo Tổ đi ngăn cản Như Lai. Chết đi, đi chết đi. Tóc của Tổ Thần Cộng Công dựng đứng giống như điên vậy. Hắn cầm thiền trượng tấn công Nguyên Lão Nhân. Nguyên Lão Nhân không ngừng ngăn cản. Ngươi phải biết, ta hận nhất chính là kẻ phản đồ như ngươi. Tổ Thần Cộng Công tức giận mắng chửi. Nguyên Lão Nhân lạnh nhạt cười lạnh, khinh thường nhiều lời. Nghe nói cung tiễn chi thuật của ngươi rất lợi hại phải không? Thứ Tu Đại Ma Thần đứng trong hư không, hắn cười tủm tỉm nhìn Hậu Nghệ đang cầm búa. Cho ta xem nào. Bằng vào ngươi ư? Đột nhiên Hậu Nghệ tiến lên, khí thế tăng vọt rất nhanh, hắn chém xuống một búa. Cảnh tượng này làm cho nội tâm Thứ Tu Đại Ma Thần phải hoảng hốt. Dường như hắn đang nhìn thấy thế giới thần đang vung búa trước mặt vậy. Mặc dù có một tia hoảng hốt, nhưng Thứ Tu Đại Ma Thần vô cùng thanh tỉnh. Cái đuôi của hắn tăng vọt nhanh chóng, giống như trường tiên cực lớn, trực tiếp quét ngang va chạm với một búa của Hậu Nghệ. Ầm ầm ầm. Thứ Tu Đại Ma Thần bay ngược về phía sau, Hậu Nghệ cũng dừng lại. Thật là mạnh. Thứ Tu Đại Ma Thần cảm khái nói. Thú vị đấy, tâm lực của ngươi thực sự lợi hại. Thiếu chút nữa ta đã trúng chiêu, may mắn có phòng ngự kỹ càng. Hậu Nghệ lại lạnh lùng tiếp tục tiến lên chém một búa. Kim giáp cụt tay đi tới chém giết với Giác Minh Phật Tổ. Chỉ thấy bàn tay chói mắt bao phủ không gian. Keng. Đao Tôn trực tiếp bị đánh bay ngược về sau. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, nhìn thẳng Giác Minh Phật Tổ. Hắn hưng phấn nói. Tam giới các ngươi có Phật môn, đứng đầu Phật môn là Như Lai. Ta cũng đã giao thủ với hắn. Trưởng pháp của ngươi và hắn rất giống nhau, thậm chí còn luyện thành pháp bảo tiên thiên cực phẩm. Nhưng trưởng pháp của ngươi còn mạnh hơn cả hắn, uy lực cũng lớn hơn. Chỉ ỷ vào thần lực đủ mạnh mà thôi. Giác Minh Phật Tổ lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đánh một chưởng vào đối thủ. Phật môn vốn am hiểu trường pháp. Giác Minh Phật Tổ thành Phật Tổ liền được Như Lai giao cho rất nhiều bí pháp của Phật môn. Giác Minh Phật Tổ tìm hiểu những bí pháp thần thông, lại kết hợp cửu nguyên diệt, hao phí thời gian dài suy diễn, liền không thua kém gì trường pháp của Phật Tổ Như Lai. Thậm chí thần lực bộc phát còn mạnh hơn một bậc. Hôm nay hắn thân là tổ thần, bằng vào trường pháp thần thông bộc phát có thể so sánh với tổ thần đỉnh cấp. Cảnh giới tổ thần của hắn không bằng Như Lai, cho nên trường pháp viên mãn còn kém một ít. Tổ thần thi triển trường pháp mang theo thần lực bộc phát mãnh liệt, cho nên mang theo uy năng ngập trời. Trong lúc nhất thời, Đao Tôn ẩn ẩn lâm vào hạ phong. Tam Thanh Đạo Nhân thống lĩnh Nữ Oa Bổ Thiên Trận, hắn thi triển Chu Tiên Kiếm Trận giết tổ thần Hoàn Mộc Chi Chủ không kịp trở tay. Phật Tổ Như Lai thì thống lĩnh Bàn Cổ Khai Thiên Trận, Huyết Học Ma Tổ và Ma Thủ Đạo Tổ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn mà thôi. Thần Nông Thị thống lĩnh Bàn Cổ Khai Thiên Trận cũng bị Mặc Trúc Đạo Tổ ngăn lại. Tọa Nhân Thị nắm lấy mộc trượng, khí thế ngập trời, hắn bổ ra một trượng cực kỳ hung hãn, còn mang theo hỏa diễm hừng hực. Khí thế uy mãnh và uy lực to lớn, cho dù là Vạn Ma Chi Chủ cũng chỉ có thể né tránh. Vạn Ma luôn dựa vào thân pháp trốn tránh, ngươi chỉ biết trốn chạy hay sao? Tọa Nhân Thị giống lên, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của Vạn Ma Chi Chủ còn nhanh hơn. Nếu một đấu một với ta sẽ giao thủ với ngươi,
Thế nhưng bây giờ thực lực của ta chỉ còn một phần, không thích hợp liều mạng. Vạn ma chi chủ phiêu hốt bất định, hắn luôn vây quanh tọa nhân thị, làm cho tọa nhân thị không dám chủ quan. Lại nói thân thể vạn ma chi chủ một phân thành hai, cho nên thực lực suy yếu. Mặc dù hắn thực lực giảm xuống, nhưng miễn cưỡng cũng có thực lực tổ thần đỉnh cấp. Nếu như tọa nhân thị chủ quan, vẫn có nguy hiểm. Đương nhiên, như thế thời khắc mấu chốt, thần thể lại dám một phân thành hai, cũng chỉ có vạn ma chi chủ tốc độ độc bộ tam giới mới dám làm như vậy. Kỷ Linh cũng nhìn vào vạn ma chi chủ. Vạn ma chi chủ, thân thể của ngươi phân làm hai, chỉ sợ thực lực hai thần thể cũng giảm xuống không ít mà thôi. Kỷ Linh lắc đầu nói, ngươi quá coi thường ta rồi. Bên cạnh Kỷ Linh áo trắng lại xuất hiện Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen. Vèo vèo, Kỷ Linh áo trắng bay đi tấn công Mặc Trúc đạo tổ, Kỷ Linh đạo bào màu đen tấn công Ma Thủ đạo tổ. Đáng chết mà. Sắc mặt của vạn ma chi chủ biến đổi, lúc này thân thể của hắn như cơn gió. Hắn nhanh chóng đuổi theo Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen. Hắn biết rõ bản tôn Kỷ Linh lợi hại, thân thể bản tôn Kỷ Linh có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm, căn bản không làm gì được. Trái lại, nguyên thần thứ hai là luyện khí lưu, thân thể rất yếu nhược. Đi! Kỷ Linh đạo bào màu đen quay đầu lại nhìn hắn. Vèo 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 vèo. Trong mi tâm có ba đạo kiếm quang bay ra. Ba đạo kiếm quang quỷ mị và tốc độ vượt qua cực hạn thiên đạo. Chúng bao phủ chung quanh và ngăn cản vạn ma chi chủ. Sao? Vạn ma chi chủ nếm thử một phen liền đau đầu. Tổ tiên nhất đẳng khống chế hỗn độn thần kiếm, mà tốc độ của Kỷ Linh đã sớm vượt qua cực hạn của thiên đạo. Hơn nữa, Kỷ Linh còn được ba thanh thần kiếm bao phủ bảo hộ vào bên trong, mà vạn ma chi chủ không dám xâm nhập vào trong phạm vi của ba thanh thần kiếm. Hắn cần phải nhanh hơn hỗn độn thần kiếm nhiều lần mới có thể làm được. Buồn nôn nhất là chung quanh có 36 đóa chư thiên tuyết liên bồng bềnh, khí lưu rất lạnh bao phủ chung quanh, làm cho vạn ma chi chủ bị ảnh hưởng. Cho dù thực lực vạn ma chi chủ lúc đỉnh phong cũng không dám xâm nhập vào trong. Kỳ thực Kỷ Linh còn có Hắc Vân Liên không có thi triển ra. Một khi thi triển Hắc Vân Liên sẽ bảo hộ hắn kín kẽ, không một khe hở. Một bộ thần kiếm có uy năng mạnh như vậy ư? Vạn ma chi chủ nếm thử mấy lần cảm giác phong mang của bộ thần kiếm kia. Vèo. Hắn không ngăn được Kỷ Linh đạo bào màu đen. Kỷ Linh đạo bào màu đen tiếp tục lao thẳng về hướng Ma Thủ đạo tổ. Kỷ Linh áo trắng cũng sử dụng thân pháp giết qua, chỉ có thể ngăn cản bản tôn của hắn mà thôi. Vạn ma chi chủ nhanh chóng đuổi theo Kỷ Linh áo trắng khống chế kiểu giác điện xà. Cả hai khoảng cách xa xôi, nhưng trong nháy mắt khoảng cách rút ngắn lại rất nhiều. Kỷ Linh áo trắng còn không có giết đến trước mặt Mặc Trúc đạo tổ, vạn ma chi chủ đã ngăn cản trước mặt Kỷ Linh áo trắng. Ngươi ngăn không được đâu. Kỷ Linh cười lạnh nói, lần này vô gian môn thua chắc rồi. Nội tâm vạn ma chi chủ thở dài. Đúng vậy, phát hiện trận doanh nữ oa bộc phát thực lực đáng sợ. Hắn nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí sử dụng thần thể tốc độ nhanh nhất ngăn cản tọa nhân thị và Kỷ Linh. Cuối cùng vẫn còn kém một chút. Kỷ Linh còn có một phân thân, một phân thân có được chiến lực tổ tiên đỉnh cấp đáng sợ. Phân thân này chính là cọng rơm để chết con lạc đà. Vô gian môn đã không có biện pháp ngăn cản lực lượng nghiền ép nữa rồi. Hiện tại lại lùi lại sao? Ý niệm này xuất hiện trong đầu vạn ma chi chủ. Nếu như hiện tại rút lui, hắn dựa vào tốc độ nhanh cũng có thể cứu được kẻ khác. Hắn cần có thời gian, nhưng nữ hoa trận doanh sẽ thừa dịp giết tới. Vô gian môn nhất định phải chết một đám tiên ma, sẽ tổn thất một phần nhỏ, nhưng nếu kéo dài sẽ chết thảm trọng. Ta cũng không vội, tất cả còn chưa có hiện ra. Vạn ma chi chủ nói thầm, trường hạo kiếp này cuối cùng còn chưa vạch trần bộ mặt thật của nó. Hỗn độn dị tộc thứ tu đại ma thần đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, tất cả đều rất quỷ dị. Vạn ma chi chủ cũng muốn quan sát thêm. Song phương ác chiến, đạo tổ, đại quân thiên thần chân tiên đánh sụp đổ một vô lượng ma thần trận của vô gian môn. Trong lúc nhất thời, thống lĩnh của đại trận là 3 tên chân thần cùng với 3.900 tên thiên thần rối loạn. Nữ hoa trận doanh tự nhiên thừa cơ tiến hành chém giết mà tàn sát. Đại trận chỉ cần sụp đổ là tàn sát đại quy mô sẽ diễn ra. Quyết chiến cuối cùng càng dài thì đại năng giả thiên thần chân tiên chết đi càng nhiều. Chết đi! Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen lao nhanh về phía trước. Vèo 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 vèo. Hai thanh băng tinh thần kiếm, một thanh kim sắc thần kiếm tạo thành hình tam giác, nhanh chóng tấn công huyết tộc ma tổ, ma thủ đạo tổ đang vây công Phật tổ Như Lai. Ba thanh thần kiếm đang phi hành thì thần văn xuất hiện trên thần kiếm, bắt đầu biến hóa nhanh chóng.
vậy mà dung hợp với sương mù chung quanh, hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng hơi mờ. Thanh thần kiếm hơi mờ hiện ra, kiếm khí ẩn ẩn tung hoành phạm vi trăm vạn dặm. Lúc này cả chiến trường đều ngạc nhiên, phong mang và uy thế quá khủng bố, hoàn toàn có thể so sánh với tam thanh đạo nhân thi triển ra chu tiên kiếm trận. Tam thanh đạo nhân sử dụng chu tiên kiếm trận làm cho tổ thần hoàn mộc chi chủ am hiểu phòng ngự cũng phải cố hết sức. Kỳ Linh có tam tuyệt kiếm trận lại trực tiếp tấn công huyết thọc ma tổ và ma thủ đạo tổ. Không tốt rồi, rút lui. Sắc mặt của huyết thọc ma tổ, ma thủ đạo tổ đại biến. Bọn họ cũng nhìn ra Kỳ Linh trực tiếp nhằm vào hai người bọn họ. Đừng mong chạy thoát. Phật tổ Như Lai lại dùng trường pháp ngăn cản hai người bọn họ rời đi. Bản thân huyết thọc ma tổ, ma thủ đạo tổ làm sao có thể chú ý chuyện khác được. Nhìn thấy uy thế của tam tuyệt kiếm trận bộc phát ra thì bọn họ không thể có tâm ngăn cản. Phóng nhãn cả chiến trường, cho dù tam thanh đạo nhân sử dụng chu tiên kiếm trận và phối hợp với nữ hoa bổ thiên trận cũng không đáng sợ bằng kiếm trận của Kỳ Linh đạo bào màu đen trước mặt này. Tách ra trốn thôi. Huyết học ma tổ, ma thủ đạo tổ lập tức phân thành ba hướng. Huyết mộc ma tổ, bản tôn và phân thân cùng phân nhau ra trốn. Vèo vèo. Thần kiếm màu vàng hơi mờ chém ma thủ đạo tổ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ma thủ đạo tổ cũng không có phân thân, giết nàng là chết luôn. Đến đây đi, đến đây đi. Ma thủ đạo tổ đang chạy trốn cũng hiểu chuyện này. Luận tốc độ, nàng căn bản không chạy thoát khỏi thần kiếm đáng sợ kia. Lúc này quay người lại bình tĩnh nhìn kiếm quang đáng sợ đánh tới. Một thân áo tím, dung mạo tuyệt mỹ, giống như tiên tử vậy. Nàng chính là ma đầu đáng sợ nhất trong vô gian hỗn độn giới. Nàng hiện tại vô cùng bình tĩnh, sử dụng ngọc thủ trắng noãn ngăn cản kiếm quang đáng sợ. Không. Huyết học ma tổ chạy trốn ra xa, nhìn thấy cảnh tượng này liền biến sắc. Ma thủ. Hoàn mộc chi chủ cũng lo lắng. Vạn ma chi chủ nhìn thấy cảnh này liền thở dài. Phốc. Ngăn cản, song trưởng mang theo bao tay hỗn độn kỳ bảo ngăn cản mũi kiếm màu vàng hơi mờ, nhưng trong thần kiếm ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thân thể ma thủ đạo tổ không ngừng run lên. Nàng lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Kim sắc thần kiếm trong suốt tựa như quỷ mị liên tiếp gào thét bổ qua. Ma thủ đạo tổ đối mặt với tử vong liền đánh ra tám trưởng ngăn cản tám kiếm, nhưng đạo kiếm quang thứ 9 đánh tới trước cổ của nàng. Ngay sau đó kiếm quang vô lượng tàn phá thân thể nàng. Nàng lúc này tan rã như bông tuyết, tất cả hóa thành bột mịn giống như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng này làm cho nội tâm của các đại năng giả vô gian môn không ngừng rung động. Chết ư, ma thủ đạo tổ ư, đây chính là nữ ma đầu hiếm có trong vô gian hỗn độn giới, là người từng giao thủ với nữ oa nương nương đã mất mạng. Hiện tại không nghĩ tới Kỳ Linh vừa rồi thi triển kiếm trận đã giết nàng. Đại năng vô gian môn sợ hãi, quá ư mạnh mẽ. Chỉ luận uy năng, có lẽ chu tiên kiếm trận có thể so sánh với hắn, thậm chí chu tiên kiếm trận có khả năng mạnh hơn một chút. Nhưng Kỳ Linh sử dụng tam tuyệt kiếm trận bộc phát uy năng cùng cấp bậc với chu tiên kiếm trận, trọng yếu là tốc độ nhanh hơn. Tam tuyệt kiếm trận thi triển kiếm thuật có 102 trong tam giới, mà Kỳ Linh trải qua 2 vạn năm tu luyện, kiếm thuật của Kỳ Linh đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ma chú, chúng ta ngăn không được, chúng ta không chịu nổi. Số mệnh của vô gian môn đã rất yếu, đại trận có khả năng dẫn động lực lượng thiên địa cũng ít đi, đặc biệt là ma thủ đạo tổ chết đi, cộng thêm vào Kỳ Linh đạo bào màu đen, không có ai kiềm chế. Trong lúc nhất thời, sĩ khí bên phía vô gian môn giảm mạnh, từ đó bị công phá 2 tòa đại trận. 9 tên chân thần đạo tổ của 2 tòa đại trận và gần vạn tên thiên thần chân tiên đều bị tàn sát điên cuồng. Mà Kỳ Linh đang đuổi giết huyết học ma tổ, trên thế cục hiện tại không ngừng thay đổi. Bại rồi sao? Bại rồi sao? Vạn ma chi chủ thực không muốn thừa nhận. Ma thủ chết đi cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vào lúc hắn không thể ngăn cản Kỳ Linh đạo bào màu đen, cũng đã đoán được ma thủ đạo tổ sẽ chết. Nhưng bây giờ thế cục không ngừng biến xấu, vẫn làm vạn ma chi chủ phải nóng lòng. Rốt cuộc căn nguyên của trận hạo kiếp này là cái gì đây? Vạn ma chi chủ cảm ứng được chấn động yếu ớt và sắc mặt biến hóa. Đây là nữ oa trận doanh, khí thế như cầu vồng. Bọn họ có 5 tổ thần tổ tiên, còn có 3 đại trận pháp chấn tộc, số mệnh càng ngày càng mạnh. Tuy nói vô gian môn vắt tóc tìm mưu kế, lôi kéo Nguyên lão nhân, lôi kéo 2 tổ thần của hỗn độn dị tộc, nhưng sau khi giao phong một lúc, vô gian môn cũng đã có dấu hiệu sụp đổ. Phật tổ Như Lai, Kỳ Linh muốn tiếp tục đại khai sát giới, mở rộng thành quả chiến đấu. Thế nhưng đúng vào lúc này, ông một chấn động yếu ớt xuất hiện.
Mỗi một người ở nơi này đều là đại năng, thiên thần chân tiên, đều cảm ứng được ba động này tới từ thiên đạo. Sau đó, ba động này càng ngày càng mạnh, thiên đạo tam giới chấn động liên tục. Muốn ngăn cản ta ư? Tam giới, ngươi không thể ngăn cản ta đâu. Tiếng gầm giận dữ vang vọng toàn bộ tam giới, thiên đạo vận hành tam giới cũng lắc lư vài cái. Âm thanh vừa rồi là do ông trời phát ra sao? Vô số người và yêu quái trong tam giới không ngừng nghi hoặc nhìn lên không trung. Thực lực yếu nhược thì nghi hoặc, một ít tu tiên giả thực lực mạnh, đại yêu đều khiếp sợ. Trong hư không vô tận, cường giả hai đại trận doanh đã dừng chiến. Đây là... Đám người kỳ linh cảm thấy sợ hãi một cách khó nói thành lời. Âm. Cả tam giới rung động lắc lư, thiên địa nổ vang, hư không nổ vang giống như có thứ vô hình nào đó đang bị xé rách. Vốn đại năng của nữ hoa trận doanh đang chiến thế thượng phong lại cảm giác không ổn. Không quản chuyện khác, trước hết giết vô gian môn đi. Tam thanh đạo nhân quát lên, cứ giết rồi nói sau. Kỳ linh mặc đạo bào màu đen, vung trường kiếm màu vàng, hơi mở vào đại quân của vô gian môn. Kiếm khí xuyên qua trăm vạn dặm, mục tiêu chính là một đại phá diệt trận do 6 tên đạo tổ, 5.100 tên thiên thần chân tiên tạo thành. Đại trận bộc phát hào quang màu đen, ngăn cản lực lượng phá diệt đánh tới. Phốc, thần kiếm màu vàng hơi mở, một kiếm xé nát hào quang màu đen đang ngăn cản. Phốc. Sau đó, tam tuyệt kiếm trận lại bộc phát lần nữa, thi triển tích huyết thức vô cùng tấn mãnh trong minh nguyệt kiếm pháp. Bành. Cả đại phát diệt trận bị phá hủy, kiếm khí càn quét. Lúc này, vô số thiên tiên hóa thành bột mịn, 6 tên đạo tổ, mấy ngàn tên chân tiên hoảng hốt chạy thục mạng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 157 của bộ truyện Tiên hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.